Minecraft là một tựa game bla 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 bla. Boring. Đến lúc cần phải thay đổi rồi. Video chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chế độ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game ở ngoài đời thực. Không cổ xiết cho bất cứ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại thuần phong mỹ tục ở Việt Nam. Mình đã biết đây sẽ là một ý tồi mà. Chào mừng đến với 15 bí mật khó tin trong Minecraft có thể các bạn chưa hề biết. Minecraft là một game rất lớn và điều đó có nghĩa rằng chỉ cần không để ý một chút thì bam, các bạn vừa bỏ lỡ một thứ gì đó. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một vài trong số đó để chúng không thể bị lãng quên. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì chần chờ gì nữa, ấn vào cái nút đăng ký nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía dưới. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đồ nó khác gì intro kia không? Nice. Minecraft được biết đến là một tựa game tập trung rất nhiều về mảng animation. Nhưng có thể những bạn chơi game lâu đều có một suy nghĩ rằng chính những mảng steel của chúng ta cần nhiều hơn thế nữa. Và đó là khi câu lệnh này được tham gia cuộc chơi. Trong phiên bản Minecraft Bedrock Edition, ta có thể sử dụng câu lệnh Play Animation để có thể áp dụng gần như toàn bộ animation có sẵn cho toàn bộ sinh vật trong game. Ví dụ như ta có thể cho chúng ta cùng với hàng chục con mob khác bắt chước những điệu nhảy của Piglin. Hay là cái gì thế này. Và một lần nữa, người chơi Minecraft Java thường xuyên như mình thì lại mong những thứ này được thêm vào game một ngày nào đó. Tiếp theo, chắc trong các bạn ấy cũng biết tới câu nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thế từ hai cây. Và trong Minecraft cũng có một điều tương tự như thế này. Thì bằng một cách nào đó, khi ta nhét khoảng 3 cái xe mỏ vào một chỗ rồi sau đó cho chúng chạy, thì chúng sẽ có thể tự di chuyển mà không cần tới đường ray năng lượng hay bất cứ thứ gì khác. Thậm chí những cái thùng này còn có thể đẩy nhau để di chuyển về phía trước và lọt qua các khe ở một block mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Vậy nên, lần sau khi các bạn cần di chuyển đi xa thì không nên đầu tư vào redstone quá. 3 cây và một con heo là đủ rồi. Tiếp, khung vật phẩm là một thứ rất tuyệt để trưng bày những món đồ của bạn. Nhưng công dụng của nó chưa dừng lại ở đó. Từ phiên bản 1.16 trở đi thì cái item frame của chúng ta được thêm vào cái khả năng tàng hình. Từ đó ta có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò hay với nó, như là cái này. Bằng cách ta dán vào những cái khung vật phẩm này một cái bản đồ chứa một gam màu duy nhất thì ta sẽ có thể tạo ra kính một chiều trong Minecraft. Tức là ta có thể nhìn từ bên ngoài vào trong, nhưng từ bên trong thì ta lại không thể thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Một thứ rất thích hợp để xây dựng lồng khỉ để nhốt những anh bạn Creeper đáng chết này vào. Next, Steve trong Minecraft được biết đến như là một con người siêu phàm khi có thể vác hàng trăm đến hàng nghìn vật nặng trong túi đồ mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Nhưng liệu các bạn có biết anh bạn này còn có khả năng siêu phàm khác hay không? Đó chính là điều khiển thời gian. Trong một phiên bản Minecraft rất cũ, Minecraft Beta 1.8 pre-release, thì khi ta bấm nút F6 hay F7 thì thời gian sẽ bắt đầu trôi nhanh lên. Ấn giữ cái nút này và bạn sẽ thấy viễn cảnh mà hầu như trong video Minecraft Timelapse nào cũng có. And yeah, tính năng này không còn ở trong game nữa rồi. Tiếp, các bạn đã biết tới một điều trong Minecraft là khi ta tháo một xương lên cỏ thì chúng đôi lúc sẽ mọc thêm một loài hoa ngẫu nhiên ra xung quanh rồi đúng không? Ngẫu nhiên đúng không? Nè, hoa mọc ra từ một xương thực ra không có cái gì gọi là sự ngẫu nhiên đâu. Mỗi tòa đồ trong game sẽ có một loại hoa nhất định có thể spawn, và chúng có thể phân bố thành một dải màu xinh đẹp tuyệt vời như thế này. Nếu các bạn vẫn không tin mình thì các bạn có thể vào một vùng đất phẳng trong biome rừng hoa, rồi sau đó bỏ một xương từng đợt rồi bỏ phần cỏ đi, thì dần dần ta sẽ thấy những bông hoa này đang tuân theo quy luật nào đó. Tiếp, Minecraft Java Edition có một số lượng biome khác nhau nếu tính cả những biome trong phiên bản 1.18 sắp tới cực kỳ lớn, lên đến 81 biome. Nhiều hơn cả số lượng người đăng ký kênh mình trong 5 giây sau khi xem video này. Mình đùa đấy. Và trong số lượng biome cực khủng này thì còn có một vài biome không bao giờ tồn tại được trong thế giới sinh tồn của chúng ta. Và hai trong số đó chính là Mountain Edge và Deep Warm Ocean. Chúng ta vẫn có thể xem được hai biome này trông như thế nào bằng cách tạo một thế giới với lựa chọn là một biome duy nhất, sau đó chọn một trong hai biome đó thôi. Và chính điều này cũng biến chúng thành hai trong những biome hiếm nhất Minecraft, hiếm hơn cả cái thằng ức ơ này. Tiếm, đã bao giờ các bạn đang khám phá The End thì vô tình ném trượt Enderpearl
và sau đó ngồi ôm đầu suy nghĩ về quyết định cuộc sống sai lầm của các bạn chưa? Well, đó là cho đến khi các bạn biết điều này. Một điều thú vị là khi ta ném một quả trứng và một cục Enderball ở cùng góc độ, thì ta sẽ sớm nhận ra rằng chúng có đường bay gần như là giống hệt nhau. Thế nên, từ giờ trở về sau, trước khi ném Enderball, thì ta có thể ném trước 1 đến 2 quả trứng để có thể xem nó hạ cánh ở đâu. Và khi đã an toàn, thì ta có thể vô tư ném Enderball đi rồi. Và Peta sẽ có thể kiện bạn vì tội hành hung động vật. Nên thay vì trứng thì các bạn cũng có thể sử dụng bóng tuyết nhé. Cái nào cũng như nhau hết. Tiếm. Có thể các bạn thấy nhưng không để ý, con cá nằm trên bộ đồ của dân làng ngư dân chính là cái tester cũ của con cá trong Minecraft trước khi bị thay thế bởi cá tuyết từ phiên bản Minecraft 1.13, gợi nhớ chúng ta về một thời huy hoàng trong Minecraft. Tiếm. Có một người bạn để chơi cùng trong Minecraft là một điều rất tuyệt đúng không nào? Wow, có một vài điều rất hay mà ta có thể làm khi chơi chung trong game. Và đây có thể là cái kỳ quặc nhất mà thằng Hưng này từng gặp. Thì bằng một cách nào đó, khi ta nhìn qua cái phần xung quanh tên người chơi của một ai đó, thì ta sẽ có thể nhìn xuyên qua được lớp nước dày đặc bên dưới. Có thể điều này không hẳn là hữu ích cho lắm, nhưng giờ thì các bạn biết rồi đấy. À rồi, tiếp. Khi nhắc tới Enchan tốt nhất dành cho cây nỏ, thì chắc hẳn ai cũng sẽ nói là Enchan nạp nhanh rồi. Nhưng các bạn biết mà, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Và cái Enchan này cũng không phải là ngoại lệ. Không như mọi Enchan khác mà các bạn cho càng nhiều số vào thì nó sẽ càng mạnh. Thì cái loại phù phép này, nếu như các bạn sử dụng lần để lấy một cái nỏ của Enchan nạp nhanh level 6 trở lên, thì thay vì nạp mũi tên ngay tức khắc, thì nó sẽ không thể nạp bất cứ thứ gì cả. Một điều thú vị là khi không có Enchan gì thì nó sẽ mất 1,25 giây để nạp mũi tên vào cung. Và mỗi cấp độ nạp nhanh sẽ giảm thời gian đó đi 0,25 giây. Và điều đó có nghĩa là nó với phù phép nạp nhanh level 5 thì sẽ có thể nạp mũi tên ngay tức khắc, trong khi level 6 thì sẽ đưa thời gian nạp về một con số âm. Nếu như các bạn giữ nguyên trong trạng thái nạp như thế này thì các bạn sẽ phải đợi một khoảng thời gian rất là dài. Đó là 69 phẩy... Khoan. Ở đây còn thiếu gì đó. That's funny. Anyway, moving on. Lá cây, một block trông có vẻ đơn giản nhưng lại có nhiều công dụng hơn bạn nghĩ. Liệu các bạn có biết những bụi lá cây này lại có thể truyền redstone đi được hay không? Đúng rồi đấy, nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ta lại hoàn toàn có thể làm việc đó. Lá cây trong Minecraft có một cái tab mà sẽ được cập nhật khi đứng cạnh một block gỗ, hoặc trong trường hợp ngược lại. Và khối observer sẽ phát tín hiệu khi có sự thay đổi đó. Rồi từ đó, ta sẽ có thể phát ra tín hiệu redstone lớn chỉ bằng một việc là đặt khối gỗ ra mà thôi. Rất là hay đúng không? Damn. Minecraft có hàng chục đến hàng trăm block xây dựng khác nhau. Và trong hơn 1/10 thế kỷ qua thì cộng đồng chúng ta đã nghĩ ra ngày càng nhiều cách xây dựng càng ngớ ngẩn càng tốt. Như là cái này. Bằng cách kết hợp một số block thường cùng với một vài cái thang cộng thêm một chút nước, ta sẽ có thể tạo ra những cái dạng block mà sẽ khiến Mojang phải cho người đi trừ khử bạn. Nói đùa vậy thôi chứ chúng nhìn cùng rất là hợp đúng không nào? Giờ mình sẽ hỏi các bạn một câu này. Các bạn có thể sống sót được cú nhảy từ độ cao bao nhiêu? Và tất nhiên, các bạn không thể chịu đựng được cú nhảy từ trên núi xuống mặt đất với đôi chân trần được. Nhưng Enchan và thuốc đã ở đây để giúp đỡ bạn. Một điều thú vị là nếu như ta mang trên người một bộ giáp Enchan Full Protection 4, Feather Falling 4 cùng với hiệu ứng từ thuốc rùa và táo vàng phù phép, sau đó rơi xuống một block lúa, thì ta sẽ có thể rơi xuống với độ cao lên đến 4.504 block mà vẫn có thể sống sót. Và trong lúc đợi đi đến điểm đích thì các bạn có thể ngồi suy ngẫm một chút về cuộc đời, về việc có nên đăng ký cái thằng thất bại này hay không. Tiếp. Đã bao giờ các bạn từng đặt ra câu hỏi là liệu ta có thể đi xuống dưới lớp bedrock tầng đáy thế giới được hay không? Hiện tại ta có thể phá bedrock để chui xuống dưới một cách tận dụng một cái lỗi, nhưng điều đó lại tốn quá nhiều thời gian. Thay vào đó, ta có thể làm một cách nhanh hơn. Đó là từ một cái lỗi khác bắt nguồn từ snapshot cho phiên bản Minecraft 1.18 sắp tới. Khi ta tạo một thế giới ở phiên bản hiện tại 1.17.1, sau đó vào snapshot 21W44A và tại thế giới đó, rồi sau đó cứ đào thẳng xuống, thì khi ta đào xuống dưới đáy, ta sẽ rơi thẳng xuống dưới và ngẫm. Đúng vậy, Minecraft đã vô tình loại bỏ bedrock khỏi game rồi. Một chi tiết cuối cùng mà gần như các bạn không để ý tới,
đó là về những con vật nhỏ nhưng đáng yêu này. Thì ngoài việc sử dụng cà rốt để có thể cho chúng làm việc, thì ta còn có thể dùng một thứ khác dễ tìm hơn nữa. Đó chính là hoa bồ công anh. Đúng vậy, ta có thể cho lai thỏ bằng hoa bồ công anh đấy. Và đây chính là điều cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn muốn ủng hộ video của cái thằng ức ơ này, thì hãy tát ngay vào cái nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Còn không thì anh bạn này sẽ... Mình chỉ đùa tí thôi. Anyway, see ya.